TV trong tháng 7 này có 2 ngày hết sức là đặc biệt. Ngày 15 tháng 7 đó là sinh nhật của mình, ngày 17 tháng 7 là sinh nhật của ông xã, và cũng là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng mình. Cho nên năm nay ông xã của mình chơi lớn, đó là tụi mình sẽ dành hơn một tuần đến Phú Quốc để mà có một cái kỳ nghỉ. Và mình nghĩ cái kỳ nghỉ lần này của tụi mình nó rất là đáng nhớ, bởi vì tại thời điểm này thì ở Phú Quốc mưa mỗi ngày. Nhưng mà bỏ qua cái chuyện mưa gió này đi, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái nơi nghỉ dưỡng đầu tiên khi mà hai vợ chồng của mình đến Phú Quốc. Và đây là hai vợ chồng của mình sẽ dành 3 ngày nghỉ ngơi ở đây, đó là Ancha Beach Resort and Spa. Resort này cách sân bay quốc tế Phú Quốc khoảng 5 cây số. Tối hôm qua tại resort này cũng đã sắp xếp để cho xe đến tận sân bay đón hai vợ chồng của mình, bởi vì resort này chỉ cách sân bay quốc tế Phú Quốc khoảng 5 cây số, cho nên tụi mình chỉ mất chưa đến khoảng 10 phút là tụi mình đã đến Ancha Beach Resort rồi. Và đây là cổng của Ancha Beach Resort and Spa. Đây là khu vực lễ tân. Ancha Beach Resort này có địa chỉ tại đường Trần Hưng Đạo, tổ 2, ấp Cửa Lắc, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Đây là phía bên trong sảnh lễ tân của Ancha Beach Resort and Spa. Nơi này có thiết kế màu nâu trầm chủ đạo, cho nên khi mà bước vào khu vực lễ tân là các bạn đã có một cảm giác hết sức là ấm cúng và thân thiện. Chưa kể cái mùi hương ở đây làm cho mình ấn tượng. Ở đây là bánh kẹo ha, để đãi khách khi mà vào check-in. Và đây là quầy lễ tân của Ancha Beach Resort and Spa. Tại khu vực lễ tân nhưng mà có nhiều góc check-in rất là đẹp. Góc nào cũng rất là chill, rất là ấm áp và rất là thân thiện, gần gũi. Sau khi mà check-in thì nhân viên lễ tân sẽ giúp các bạn mang hành lý lên tận phòng. Phòng của mình ở trên tầng 1, phòng 525. Mình sẽ đi lên bằng lối này. Còn lối này là mình sẽ đi ra biển, ra khu vực hồ bơi và ra khu vực nhà hàng. Còn bây giờ thì mình sẽ lên phòng của mình để review về căn phòng có giá thuê khoảng hơn 1 triệu 3 một đêm. Mình rất là thích kiến trúc như vậy luôn á các bạn. Ở đây là lối lên, ở phía kia là lối đi xuống. Khi mà đến một nơi có một lối kiến trúc xưa cũ mang cảm giác hoài niệm như vậy thì tự dưng mình cũng có cảm giác mình đang là một nàng công chúa. Hello husband, how about your day? Is it good? Phòng của mình thì hướng nhìn ra quầy sân vườn. Giá thuê ở cái chỗ của mình thì đương nhiên là rẻ hơn so với những căn bungalow ở hướng đằng kia. Nhưng mà dù cho cái phòng của mình thuê giá nó có rẻ hơn, nhưng mà cái khu này cũng vẫn rất là đẹp. Chỉ có điều là khi mà mình đến đây vào mùa mưa thì cái thiết kế của sàn làm cho nước nó đọng lại ở phía trước phòng của mình. Phòng của mình đẹp ở chỗ là phía trước có một cái hàng ba và có một bộ bàn ghế để ngồi đây vừa ngắm cảnh vừa làm việc. Đây là tên của khách sạn nha các bạn, Ancha Beach Resort. Ở đây mình cũng dùng thẻ từ để mở cửa. Và đây là phía bên trong của căn phòng nơi mà hai vợ chồng của mình thuê trong kỳ nghỉ đến Phú Quốc lần này. Căn phòng này có diện tích khoảng hơn 30m². Thiết kế tại khách sạn Ancha Beach Resort sẽ tạo cho các bạn có một cảm giác hết sức gần gũi và ấm áp. Ở kế bên cái giường có một cái ghế. Cái ghế này ngồi đây để làm việc hoặc xem TV thì hết sức là thoải mái. Ở phía này có một cái bàn làm việc. Đây là nơi mà mình sẽ làm việc trong những lúc mà mình không có phải đi ra ngoài. Còn đây là một chiếc TV. Căn phòng này giường ngủ là giường ghép nha các bạn. Thì cái giường này có thể nằm thoải mái cho cả 3 người á. Còn đây là một góc dành cho bộ ấm trà. Mình rất là thích những thiết kế ấm tách, ly chén ở trong khách sạn Ancha Beach Resort này. Như mình đã giới thiệu, mọi thiết kế ở trong Ancha Beach Resort sẽ tạo cho mình một cảm giác hết sức là xưa cũ nhưng rất gần gũi và ấm áp. Bây giờ thì mình sẽ review chiếc tủ để quần áo. Ở trong đây thì nó hơi tối nha các bạn, nhưng mà được cái là cũng có một cái két sắt ha. Điểm cộng là cũng trang bị cho khách hàng một cái máy sấy tóc nè, đồ để mặc sau khi tắm. Thêm một điểm cộng thứ hai là mỗi phòng sẽ được bố trí một cái cân. Còn đây là không gian của phòng tắm. Ở trong phòng tắm thì được trang bị cả bồn tắm đứng và cả bồn tắm nằm nữa các bạn. Mọi thứ ở đây sạch sẽ và chỉnh chu. Còn đây là mình, người đang quay chiếc video clip giới thiệu về khách sạn Ancha Beach Resort nè. Hi. Bồn rửa mặt khá là rộng và sạch sẽ. Còn đây là bộ kit dùng ở trong nhà tắm.
Ở đây gồm có lược nè, bàn chải, kem đánh răng, rồi mũ trùm đầu để tắm. Thì ở đây là tiêu chuẩn của khách sạn 4 sao, cho nên mọi cái tiện nghi sử dụng trong nhà tắm, chẳng hạn như là bàn chải đánh răng nè, rồi kem đánh răng nè, dầu gội đầu với lại sữa tắm đều là có chất lượng nha các bạn. Ở Phú Quốc này có rất là nhiều hotel, khách sạn, resort and spa. Đây là lần đầu tiên mình đến Phú Quốc và lần đầu tiên mình nghỉ ở trong cái khách sạn này, một khách sạn tiêu chuẩn 4 sao. Mình nghĩ với cái thiết kế này thì tạm thời là không thể chơi vào đâu được. Thêm một phần nữa là ăn sáng buffet thì cũng khá là ổn. Đây là lối đi ra bờ biển, còn đây là phần khuôn viên của khách sạn Ancha Beach Resort. Mô tả ở trong Ancha Beach Resort này thì có hai khu nghỉ dưỡng khác nhau. Một khu là bungalow ở dưới sân vườn, còn khu vực thứ hai là một cụm phòng ở trên khu vực hướng ra ngoài vườn như thế này. Và dĩ nhiên giá thuê một phòng là cho một đêm tại Ancha Beach Resort này thì phải hơn 1 triệu. Chẳng hạn như giá phòng mà hai vợ chồng mình thuê có giá là khoảng 1,3 triệu cho một đêm, bao gồm ăn sáng buffet. Tại những khu vực này sẽ có giá thuê là cao hơn. Nhưng mà các bạn cứ nhìn đi, giá thuê như vậy nhưng mà các bạn được ở trong một khu vực resort như thế này thì cũng hết sức là xứng đáng. Tự vì các bạn sẽ có một cái không gian rất là riêng nhưng mà cũng rất là gần gũi với thiên nhiên. Mình nghĩ vào buổi sáng sớm hoặc là buổi chiều, nếu như mà mình muốn dành thời gian để đi bộ, để jogging, thì chỉ cần các bạn đi vòng vòng khu vực này là các bạn cũng đã đủ thời gian để cho mình vận động cơ thể. Hôm nay là ngày 16 tháng 7, tình trạng thời tiết này đã kéo dài được khoảng 3 ngày nay. Thực ra để đi Phú Quốc thì thời điểm tốt nhất để đi là vào dịp Tết. Vào thời điểm này thì khí hậu sẽ rất là ôn hòa, không có mưa. Nhưng mà đối với hai vợ chồng của mình đến Phú Quốc vào trong cái dịp này cũng phải gọi là có cái duyên, đúng không các bạn? Còn ở phía đây là khu vực nhà hàng, nơi mà các bạn đến đây để ăn sáng. Thời gian phục vụ buổi ăn sáng là từ 6 cho đến 10 giờ sáng. Ở đối diện khu vực nhà hàng là Simba. Các bạn có nhìn thấy khu vực sân vườn của Ancha Beach Resort hết sức là thú vị không? Có một điều làm cho mình ngạc nhiên là ở đây người ta còn bố trí những cái thiết bị để các bạn tập thể dục nữa nè. Y như mình nói, với cái giá thuê là khoảng hơn 1 triệu cho một phòng một đêm tại Ancha Beach Resort, nhưng các bạn được ở trong một cái không gian hết sức là sạch sẽ và được bài trí rất là đẹp, với sân vườn, lối đi được lát đá nè, nơi mà các bạn được hòa mình với thiên nhiên, nơi mà sáng sớm các bạn có thể nghe tiếng chim hót nè, rồi các bạn có thể nghe được mùi hương ngọt ngào của hoa sứ, nơi mà chỉ cách vài bước chân thì các bạn đã có thể ra tắm biển. Thì với giá thuê từ trên 1 triệu cho đến 2 hoặc 3 triệu đồng cho một đêm thì cũng hết sức là xứng đáng, đúng không các bạn?